Lâm Khánh Chi, tất cả những người đàn ông mà tôi yêu 100% là trai thẳng. Sau đám cưới với chồng trẻ, Lâm Khánh Chi tiết lộ từng bí mật yêu Quý Bình 6 tháng. Ca sĩ này khẳng định tất cả những người đàn ông mình từng yêu đều là trai thẳng. Mới đây, Lâm Khánh Chi đã chia sẻ lên trang cá nhân về những người đàn ông cô từng yêu. Tôi là con gái, tôi chỉ yêu trai thẳng. Tất cả những người đàn ông mà tôi yêu 100% là trai thẳng. Tôi khẳng định như vậy. Trước khi chính thức lên xe hoa với chồng trẻ, Lâm Khánh Chi đã trải qua nhiều mối tình. Trong một bài phỏng vấn mới đây, ca sĩ tiết lộ từng bí mật yêu Quý Bình 6 tháng, mối quan hệ của cả hai nảy sinh khi cùng được mời vào một chương trình truyền hình. Dù cuối cùng Quý Bình và Lâm Khánh Chi đều không tham gia, nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên và sau đó, cả hai có tình cảm với nhau. Tuy nhiên vì nhiều lý do cô không tiện chia sẻ, Quý Bình và Lâm Khánh Chi đã chia tay trong tiếc nuối. Sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Minh chứng là trong đám cưới của Lâm Khánh Chi, với chồng trẻ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây. Quý Bình đã đến dự và hát song ca cùng tình cũ ca khúc Em đi lấy chồng, em có vui không? Theo Khánh Chi cho biết, ca khúc này cũng được một nhạc sĩ viết riêng tặng cô và Quý Bình khi biết chuyện tình cảm của cả hai. Nữ ca sĩ khẳng định bài hát này chỉ có cô và Quý Bình mới song ca hay, vì đây là bài hát dành riêng cho cả hai tại thời điểm mới yêu nhau. Mỹ Tâm trách khéo Đức Phúc dám hộ với Trường Giang. Cô giật cả mình khi nghe con kêu mày tao với anh Giang. Nếu đổi ngược lại là cô trò của mình cũng đổi thành mày tao, con có xưng hô được không? Nữ ca sĩ nửa đùa nửa thật trêu Đức Phúc trên sân khấu. Tối 14 tháng 1, Mỹ Tâm tổ chức đêm nhạc riêng tại thành phố Hồ Chí Minh và có dịp đón sinh nhật sớm cùng người hâm mộ. Có mặt từ rất sớm tại buổi biểu diễn tối qua, Đức Phúc liên tục khiến khán giả bật cười bởi vẻ ngây ngô hài hước khi giao lưu cùng huấn luyện viên của mình trên sân khấu. Đây cũng là lần đầu tiên nam ca sĩ xuất hiện sau khi gây bão mạng xã hội với phần thể hiện dí dỏm cùng Trường Giang tại Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Nhận xét về học trò cưng, Mỹ Tâm cho biết cô đã xem qua đoạn clip gây sốt và cảm thấy sốc khi Đức Phúc dám gọi Trường Giang bằng mày tao. Cô giật cả mình khi nghe con kêu mày tao, vì sao con lại dám xưng hô như thế với anh Giang? Nếu đổi ngược lại là cô trò của mình cũng đổi thành mày tao, con có xưng hô được không? Nữ ca sĩ vừa đùa vừa trêu Đức Phúc trên sân khấu. Giọng ca Ánh Nắng của anh cho biết, ban đầu anh vẫn lễ phép gọi Trường Giang bằng anh, nhưng sau đó nam danh hài yêu cầu gọi bằng mày cho tự nhiên, nên Đức Phúc đã làm theo sự gợi ý đó. Tuy nhiên, nếu Mỹ Tâm là người yêu cầu, anh xin chịu thua vì không đủ can đảm. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng tranh thủ thể hiện sự hài hước của mình khi lên tiếng chúc Mỹ Tâm một cách độc đáo. Con chỉ muốn chúc cô luôn thật nhiều sức khỏe, còn việc lấy chồng thì mình nên để mọi thứ tự nhiên, biết đâu tự dưng ngày mai cô lấy chồng, hoặc 10 năm sau chẳng hạn, anh Trường Giang lớn tuổi hơn cô mà còn chưa lấy vợ, thì cô cũng chẳng cần phải sợ không lấy được chồng. Bất ngờ trước lời chúc này, Mỹ Tâm đã nhận xét, bữa nay con vui nhỉ, ngày xưa cô từng nói con vô duyên một cách tự nhiên, mà đúng là hai cô trò mình vô duyên lắm luôn. Vì lúc mình kể chuyện hài thì người ta không cười, mà cứ nói chuyện vô duyên thì khán giả lại cười. Tiếp nối chương trình, hai cô trò Mỹ Tâm Đức Phúc song ca ca khúc Ánh Nắng của anh và Đâu Chỉ Riêng Em. Dù chưa tập luyện, nhưng sự kết hợp ngẫu hứng không kém phần ăn ý của cả hai đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Ngoài ra, khi được hỏi về căn bệnh ho kéo dài, thậm chí từng có nguy cơ mất hẳn giọng hát cách đây nửa năm, Mỹ Tâm khẳng định hiện tại cô đã khỏe mạnh và vượt qua khoảng thời gian khó khăn trên. Các bạn đừng lo lắng cho sức khỏe của Tâm, vì hiện Tâm vẫn rất khỏe, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Tâm thực sự rất xúc động khi nhìn thấy tình cảm và sự quan tâm của mọi người dành cho mình nhiều đến như vậy, nữ ca sĩ chia sẻ. Trấn Thành Harry Won góp công thế nào trong chuyện tình của em gái và ông xã người Hồng Kông? Em gái Trấn Thành cho biết, chính anh trai và chị dâu Harry Won đã góp công lớn để cô lên xe hoa với ông xã người Hồng Kông. Dù không hoạt động trong làng giải trí, nhưng trong những ngày qua, thông tin em gái Trấn Thành Huỳnh My lên xe hoa với bạn trai ngoại quốc cũng khiến công chúng xôn xao và dành nhiều thời gian quan tâm. Sau hôn lễ tại một nhà hàng sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 1 vừa qua, em gái Trấn Thành đã tung bộ ảnh cưới theo phong cách vui vẻ, hài hước, dễ thương. Ngoài nhân vật chính là cô dâu chú rể, bộ ảnh còn có sự góp mặt của hội bạn thân lầy lội. Đặc biệt, tình yêu ngọt ngào của Huỳnh My và ông xã người Hồng Kông Jung Man Kit cũng khiến nhiều khán giả vô cùng ngưỡng mộ. Do đó, sau khi cả hai chia sẻ bộ ảnh cưới và chính thức tổ chức hôn lễ cực lãng mạn,
đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ người thân, bạn bè, fan của Trấn Thành và Harry Won. Ảnh cưới lãng mạn của vợ chồng em gái Trấn Thành, dù không hoạt động trong showbiz, nhưng chuyện tình cảm của em gái Trấn Thành vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Mới đây Huỳnh My còn tiết lộ thêm, chính anh trai Trấn Thành và chị dâu Harry Won là người vun đắp thêm cho mối tình của cô với ông xã ngoại quốc, để cả hai sớm về chung một nhà. Theo chia sẻ của Huỳnh My, dù Man Kid không phải tiếp người lãng mạn, nhưng nhờ anh và chị dâu, cô nàng đã được ông xã cầu hôn trong khung cảnh lãng mạn và cảm động. Ngoài ra, giây phút hạnh phúc đó còn có sự chứng kiến của một số người bạn của Trấn Thành và Harry Won. Vợ chồng Trấn Thành Harry Won trong đám cưới của em gái ngày 13 tháng 1, cả hai đã có công lớn trong việc vun đắp tình cảm cho em gái và ông xã người Hồng Kông. Được biết, mối quan hệ của vợ chồng Trấn Thành Harry Won và em gái rất thân thiết. Trong chuyến đi Hàn Quốc mới đây, vợ chồng em gái Trấn Thành cũng đi cùng vợ chồng anh và vợ chồng nữ diễn viên Việt Hương. Những hình ảnh về chuyến đi này sau khi đăng tải lên mạng xã hội nhận được rất nhiều sự chú ý từ khán giả. Ngoài ra, để có một đám cưới lãng mạn, Huỳnh My cũng từng dụ bạn trai tỏ tình. Mình và ông xã tình cờ quen nhau qua một người bạn. Ban đầu vì ông xã mình không rành tiếng Việt nên nhóm chơi chung không hiểu, chỉ có mình hiểu, một phần do mình là người gốc Hoa. Từ hiểu nhau qua ngôn ngữ, cả hai thân nhau lúc nào không hay. Mặt khác, mình biết ông xã có cảm tình từ lâu nhưng ngại không dám nói. Chính vì vậy, mình phải dụ ông xã tỏ tình. Được biết, sau hôn lễ vào ngày 13 tháng 1, vợ chồng em gái Trấn Thành sẽ tiếp tục tổ chức một lễ cưới vào ngày 19 tháng 1 tới tại thành phố Hồ Chí Minh với số lượng khách mời hạn chế. Toàn bộ ý tưởng thực hiện ảnh cưới đều được em gái Trấn Thành lên kế hoạch thực hiện. Huỳnh My, tên đầy đủ là Huỳnh Trinh My, sinh năm 1993, chú rể sánh đôi bên cô bạn là Yun Kang Kit, sinh năm 1990, đến từ Hồng Kông, nhưng có thời gian dài sống và làm việc tại Sài Gòn. My và bạn trai ngoại quốc có thời gian yêu nhau 3 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Đức Phúc, nếu được mời diễn lại cùng Trường Giang tôi cũng không đồng ý. Giọng ca Ánh Nắng của anh đã có chia sẻ rằng, nếu được mời diễn lại cùng Trường Giang, tiểu phẩm đó tôi sẽ từ chối. Những ngày qua, đoạn clip Đức Phúc tư vấn tình yêu cho Trường Giang tại sân khấu Ơn Rời Cậu Đây Rồi, nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả, đặc biệt là giới trẻ, bởi màn đối đáp vô cùng hài hước, thú vị. Tuy nhiên, bản phát sóng chính thức mới thực sự khiến cư dân mạng phát cuồng, vì lối diễn xuất không thể duyên dáng hơn của quán quân Giọng Hát Việt 2015 tại sân chơi này. Nếu phân đoạn diễn xuất tại cặp đôi hoàn hảo cùng Hòa Minzy chỉ mới gây hiệu ứng vừa vừa, thì màn đối đáp cùng danh hài Trường Giang là bước tiến vượt bậc của Đức Phúc. Cứ ngỡ thật không may cho Đức Phúc vì lần đầu tiên đến với chương trình mà lại đụng ngay trưởng phòng lém lĩnh Trường Giang. Nhưng với những câu trả lời tỉnh bơ của mình, anh không những xử lý tốt tình huống mà còn khiến mọi người phải cười ngất. Đến cả danh hài lém lĩnh như Trường Giang cũng không ít lần khớp trước cách đối đáp của Đức Phúc. Ngay sau khi chương trình lên sóng, cư dân mạng đua nhau chia sẻ phần thi của Đức Phúc với chuỗi phần bình luận có cánh. Thậm chí một số bình luận cho rằng màn chặt chém chưởng phòng Trường Giang của Đức Phúc là tiết mục ấn tượng nhất trong 4 mùa đã qua tại Ơn Rời. Mới đây trả lời một trang báo điện tử, khi được hỏi nếu được mời diễn lại cùng Trường Giang tiểu phẩm đó anh có đồng ý diễn lại không, Đức Phúc vui vẻ trả lời: "Tôi sẽ từ chối nếu được mời diễn lại với Trường Giang, tôi nghĩ những gì thú vị thì chỉ nên diễn ra một lần, không nên lặp lại." Có thể thấy nam ca sĩ luôn cho rằng những thú vị chỉ diễn một lần, không nên lặp lại. Đức Phúc cho rằng những gì đã diễn ra thì chỉ diễn được một lần, đừng nên lặp lại. Xoay quanh việc khá nhiều người hâm mộ khuyên Đức Phúc nên lấn sân sang lĩnh vực hài kịch. Vì sở hữu lối diễn có duyên và rất tự nhiên, học trò Mỹ Tâm nhấn mạnh rằng ca hát mới là niềm đam mê lớn nhất đời mình và anh muốn gắn bó lâu dài với nghiệp hát. Bảy tháng sau khi ra tù, Hoa hậu Phương Nga thay đổi diện mạo xinh như tiên nữ, lột xác da trắng không tì vết. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi thấy diện mạo hiện tại của Hoa hậu Phương Nga. Mới đây, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã đăng tải những hình ảnh mới nhất của mình với Hoa hậu Phương Nga. Có thể thấy Phương Nga đã thay đổi khá nhiều, làn da trắng sáng mịn màng hơn nữa thần sắc của cô cũng tươi tắn và rất thoải mái. Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp hào hứng khoe lên trang cá nhân, nói dọa mình là nếu đăng sẽ sập Facebook. 7 tháng sau khi ra tù, Hoa hậu Phương Nga thay đổi diện mạo xinh như tiên nữ, lột xác da trắng không tì vết.
Hoa hậu Phương Nga xuất hiện tươi tắn bên Nguyễn Hoàng Điệp. Nguyễn Hoàng Điệp là đạo diễn phim Đập cánh giữa không trung, bộ phim Hoa hậu Phương Nga từng nhận lời tham gia. Mặc dù cuối cùng Phương Nga không đóng phim này, nhưng cả hai đã trở thành bạn của nhau. Thậm chí nữ đạo diễn còn coi Phương Nga là nàng thơ của mình. Kể từ sau khi ra tù, Hoa hậu Phương Nga rất hiếm khi xuất hiện tại nơi công cộng, nên khi vừa đăng tải, loạt ảnh thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Phần lớn cư dân mạng đều nhận xét rằng Hoa hậu Phương Nga ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Có vẻ như cuộc sống bình thường đã giúp cho người đẹp lấy lại nhan sắc chỉ trong thời gian ngắn. Khi có người hỏi tình hình hiện tại của Hoa hậu, Nguyễn Hoàng Điệp cho biết Phương Nga gầy nhưng có vẻ vẫn bình tĩnh và rất thần thái. Hoa hậu Phương Nga bị dính vào vụ kiện tụng lừa đảo đại gia cao toàn Mỹ 16,5 tỷ đồng. Đây là vụ án lớn có nhiều tình tiết bất ngờ, tuy nhiên chưa có kết quả cuối cùng. Thế nhưng ngày 29 tháng 6, 2017 vừa qua, sau 2 năm giam giữ, chủ tọa phiên tòa quyết định cho Hoa hậu Phương Nga tại ngoại. Trong thời gian tạm giam dài với nhiều khó khăn và thiếu thốn, nhan sắc của người đẹp bị ảnh hưởng rất nhiều. Sau khi được tại ngoại, Hoa hậu Phương Nga đã nhanh chóng hòa nhập lại cuộc sống, cô thường xuyên đi ăn uống, mua sắm và làm đẹp. Nước da của người đẹp cũng thay đổi đáng kể, không còn xám xịt thiếu sức sống như trước mà trở nên hồng hào rạng rỡ. Chia sẻ về cuộc sống sau khi ra tù, Phương Nga cho biết cô thường ở nhà đọc sách và tập yoga. Đây là bộ môn mà cô rất yêu thích, vừa rèn luyện sức khỏe lại có công dụng làm đẹp.